Ở vòng đấu có tên gọi Không Cười Được Sao mang tính bước ngoặt rất cao. Cả hai đội tự chọn cho mình 10 khán giả đủ sức gây khó dễ dành cho đối thủ. Mỗi khán giả có thể đem lại cho quý vị 10 điểm, có nghĩa rằng là 10 khán giả tương ứng với 100 điểm. Và trong vòng 2 phút, nếu các anh có thể chinh phục được 10 khán giả thì cơ hội chiến thắng hoặc là lật ngược thế cờ là rất cao. Và ngay bây giờ, xin mời cả hai đội cùng chọn. 2 phút dành cho đội của anh xin được phép bắt đầu. Hòa ra một cái văn à, ướt nè. Mời em về chỗ. Có cười hả ổng à? Cười đi má, à cười kìa. Được rồi đó, con làm tiếp đi. Ai vậy? À, cứ cười. Không cười thôi nghỉ. Không cười, cười không? Không cười, quýnh cái này rào ổng à. Khủng vậy. Bạn cười. Thấy chưa, cười rồi. Hay quá em ơi. Alo, alo. Mà căng. Nó đang liếc, nó đang liếc. Đang liếc, đang nói gì đâu. Này cũng phân bình. Rồi, mời bạn. Ý, bạn. Bắt tay coi. Nãy mình nói rồi, hứa gặp nhau cười mà. Đúng không? Đó, cười, cười, cười mếm mếm mà kìa thấy không? Ghê lắm, phải lựa món đồng hoàng. Thôi. Mời ra. Sẵn, chưa kịp làm gì luôn. Việt. Cảm ơn. Mình ra đi. Khỏi cần cười, ra đi. Bông. Bông. Hả? À, quay ra gì? Đây cho người ta thấy mình cười, cái mắt nó cười quay vô đây. Ờ. Làm gì á? Ở không thiệt á. Cười rồi. Cười rồi. Đó là bộ che vô cười kìa. Trời ơi. Ờ à, vô trong rồi mới che rồi cười rồi nè nè. À đó, alo. Ô. Cảm ơn em. Nghỉ nghỉ. Cười. À, quay qua đây cười. Mặt căng á. Dạ, giờ sao ta? À, cố gắng nha. Và bạn Bông đã nở nụ cười ngay khi vừa hết giờ. Vâng, vẫn được tính là 8 vị khán giả. Mời bạn Bông về chỗ. Hai phút dành cho đội anh xin được phép bắt đầu. Cười, cười. Sao em ốm như vậy mày? Hả? Giống ma cây vậy hả? Dạ, chưa chưa đó, chưa vừa cười. Cười rồi à. Ông này chưa hết rồi, miếng môi rồi kìa. Nín chi, cứ cười lại đi. Miếng vậy mới có duyên nè. Đúng không? Không mà bành ra mới có duyên hơn. Nè, 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 nè. Bành làm sao mà giống cái chảo này mà mới cười. Ăn siêu quách không con? Thấy là sẽ cười luôn. Siêu quách là cười hả? À, dạ. Không ăn. Ủa, hả? Sao mặt tái mét hả? Mà, bậy tái đâu để quạt cho đỏ lại nè. Lấy ra, lấy ra, lấy ra. Thôi nè. Về tới ngày biếm rồi kìa. Không để. Về tới cái ngày thiếu nhi đó, cái ngày thiếu nhi có đi chơi với mấy đứa bạn nha. Không ơi. Cười rồi. Thích này không con? Không có thích đâu, thích cái này nè, đi đánh võ đài, nhìn cái tướng là biết rồi phải không con? Đánh với đài không? Không. Trời sao khó quá vậy? Không, thoa, không. Thoa là thích thoa dầu gió. Thoa dầu gió hả? Thoa dầu gió. Đúng không? Cười nha. Cười. Miếm cười ra kìa. Miếm cười ra kìa. Cười nè. Lắc lắc đầu cái gì, cười rồi lắc đầu cái gì. Trời ơi. Tao nói còn chưa chứ cười. Cười cho lục lạc nè. Cho em về chơi. Hả? Đầu thiệt chứ. Khoan. Cái miệng sao mà giống cái chảo này nè. Cười rồi. Hai bạn. Trời dữ vậy. Vâng, đã mỉm cười. Tới em, tới em. Ê. Cái tướng còn giống cái này. Hả? Con cười. Tăng cười ơi. Coi. Cười coi. Dạ. Ê. Ê. Cười coi. Khó khăn quá. Vậy cho con cái này con bấm nè. Nó bịt miệng con á. Đập. Mời các bạn về chỗ.